Vâng, xin chào các bạn. Táo sỏi thận của da là một phương pháp hiện đại trong điều trị bệnh lý sỏi thận. Tuy nhiên là còn nhiều điều mà chúng ta có thể chưa hiểu rõ. Thì bài này chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề táo sỏi thận của da là gì. Các cái thuật ngữ liên quan đến cái táo sỏi thận của da mà chúng ta hay gặp là táo sỏi thận của da, hay lấy sỏi thận của da, hay là táo sỏi thận của da bằng đường hầm nhỏ, táo sỏi thận của da chuẩn thức, hay tán sỏi thận của da siêu mini CNL, vân vân. Đó là các cái thuật ngữ mà liên quan đến cái phương pháp này. Phương pháp này là phương pháp mà thông qua một cái đường hầm vào thận hoặc là âm la đấy, chúng ta sẽ đưa máy soi vào trong thận, tiếp cận sỏi và tán vụn rửa sạch sỏi. Đây là một cái hệ thống thực hiện tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ. Ta có thể thấy là một cái âm la, một cái đường hầm vào trong thận. Chúng ta sẽ đưa một cái hệ thống máy soi bao gồm dây nước rồi ống soi vào trong và đưa dây tán laser vào tán sạch sỏi. Đây là hình ảnh sỏi được tán nhỏ và rửa sạch qua cái đường hầm. Đây là hình ảnh x-quang của một bệnh nhân có sỏi thận bên phải, kích thước hơn 2 phân. Chúng ta tán sạch qua đường hầm và phương pháp tán sỏi thận qua da, chụp lại sau mổ sạch sẽ sỏi. Đây là sẹo mổ táo sỏi thận qua da, thì vết mổ nó chỉ khoảng 5-6 mm thôi, rất là nhỏ so với một cái vết mổ 20 phân mổ mở trước đây. Phương pháp táo sỏi thận qua da đường hầm nhỏ thì là cái phương pháp mà rất là ưu việt, giúp xử lý sạch sẽ sỏi, can thiệp xâm lấn tối thiểu, giữ lại được chức năng tối đa cho người, chức năng thận tối đa cho người bệnh và cái sức khỏe cho người bệnh. Và các bạn nếu như có các câu hỏi thắc mắc gì thêm về vấn đề sỏi tiết niệu, hoặc là muốn quan tâm tìm hiểu thêm về các cái phương pháp về sỏi tiết niệu, thì hãy follow chúng tôi theo các đường link bên dưới để được cập nhật các cái kiến thức về sỏi. Xin cảm ơn.